Huyền Vi. I'm a messenger from Miss Hoa Communication English. Xin chào tất cả các bạn, cô là Miss Huyền Vi đến từ trung tâm tiếng Anh giao tiếp Miss Hoa. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học được một chủ đề gì đây? Hãy cùng cô tìm hiểu xem sao nhé. Bắt đầu thôi. Các em thân mến, trong một cuộc đối thoại thì đôi khi sẽ có những giây phút mà chúng ta không hiểu được ý của đối phương, hoặc là đôi khi người đó nói nhanh quá, mình thì não lại hơi phản, thế là không theo kịp. Vậy cái là mình muốn thực sự là hiểu xem người ta nói gì. Đối với người Việt Nam mình thì cô biết những khi nào mà người ta nói mình không kịp hiểu thì mình sẽ thường thôi kệ, bỏ qua luôn. Nhưng mà văn hóa phương Tây thì lại khác. Nếu như một ai đó nói mà người ta cảm thấy là mình không hiểu thì chắc chắn người ta sẽ hỏi lại. Và đây là một trong những cái văn hóa mà cô cảm giác là rất đáng để học hỏi. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hỏi lại một cách lịch sự nhất và thể hiện được là mình có chú ý đến cuộc đối thoại nhưng đơn giản là mình không hiểu ý của người ta thôi? Vậy hãy cùng cô bắt đầu vào video ngày hôm nay với chủ đề là Checking for Understanding. Để chúng ta có thể dễ dàng hình dung được làm cách nào để có thể hỏi lại cũng như là để được giải thích một cách rõ ràng mà không sợ bị đánh giá thì hãy cùng cô đến với đoạn đối thoại sau đây nha. It's really difficult to find a good apartment for students, isn't it? It makes me feel so stressed. Know what I mean? Yes, I do. It is really stressful. That's why I'm thinking about leaving at home next year. What are you saying? We agreed to get an apartment together. I know, but I'm not sure. What I mean is I'd prefer to live with my family and concentrate on my study. Trong đoạn đối thoại vừa rồi thì hai người này đang trò chuyện về chủ đề gì vậy ta? Ừ đúng rồi, hai người này đang mong muốn tìm kiếm một cái căn hộ để mà học tập và làm việc đúng không nào? Thế nhưng mà họ tìm không có ra. Như vậy trong đoạn đối thoại này người ta đã thể hiện được một vài những cái mẫu câu rất là tốt để có thể nói lên được cái ý của mình. Vậy chúng ta hãy cùng nhau học một số mẫu câu đó nhé. Khi mà chúng ta không hiểu thì các bạn có nhớ hồi nãy cái người ở trong đoạn đối thoại người ta sử dụng mẫu câu gì ta? What are you saying? Mày đang nói cái gì vậy? Ừ, nghe như thế thì có vẻ hơi bất lịch sự. Nhưng mà what are you saying đơn giản có nghĩa là thực chất ra thì ý mày có nghĩa là gì? Kiểu như vậy ha. What are you saying? Chúng ta hãy cùng cô luyện tập mẫu câu này nhé. Cô có what are you saying? Một lần nữa nào. What are you saying? Ừ, giỏi lắm. Can you repeat one more time? What are you saying? Ừ, mẫu câu này rất là cơ bản nhưng mà những video lần trước thì cô đã có nói đến vấn đề này rồi. Nếu như mà bạn nào chưa để ý thì bây giờ chúng ta xem lại nha. Luôn luôn chúng ta thấy có âm are đứng sau một nguyên âm thì đừng bao giờ đọc nó là what are you saying. Nó phải là what are you saying, cong lưỡi lên nhé. Hãy cùng cô đọc nào. Are. Giỏi lắm, lại nha. What are you saying? Ừ, cô vẫn muốn thêm một lần nữa. What are you saying? Giỏi lắm, các bạn rất tuyệt vời. Mẫu câu này rất là cơ bản. Vậy trong đoạn đối thoại vừa rồi, người ta đã dùng mẫu câu này để có thể hỏi lại thông tin đúng không nào? Còn bây giờ, có mẫu câu nào khác nữa không? Hãy cùng cô nghe bài nhạc sau đây nhé. What do you mean? Bài hát mà chúng ta vừa nghe chính là bài What Do You Mean của Justin Bieber. Cô nghĩ là bài hát này thì bạn nào cũng cảm thấy rất là quen thuộc rồi. Như vậy thì cái tựa đề bài hát What Do You Mean nó có thể giúp ích gì chúng ta trong bài học ngày hôm nay? Đương nhiên là có rồi. What Do You Mean là một câu hỏi mà các bạn có thể sử dụng khi chúng ta muốn hỏi lại ý của người đó có nghĩa là gì, hoặc chúng ta muốn người đó cung cấp cho chúng ta thêm kiến thức về chủ đề đang được bàn tới. What do you mean? Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại với cô mẫu câu này nhé. Và hy vọng là cái cách đọc mẫu câu này cũng sẽ giúp ích cho các bạn khi chúng ta sau này đi hát karaoke chẳng hạn. Đảm bảo là đọc cái từ này vô cùng chuẩn luôn. Hãy cùng cô đọc nha. Cô có What do you mean?
What do you mean? Hãy cùng cô lặp lại một lần nữa nha. What do you mean? Ừ, cái này dịch ra là gì nhỉ? Ý bạn là như thế nào? Bạn đang muốn nói với cái gì kiểu như vậy đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại một lần nữa nào. What do you mean? Yeah, đúng rồi. Đây là một câu cực kỳ dễ đúng không? Mẫu câu vừa rồi, what do you mean, có thể bị biến thể đi một chút để tạo thành một cái mẫu câu khác trở nên lịch sự hơn. Thay vì chỉ đơn giản nói, what do you mean, em hoàn toàn có thể nói là, oh sorry, but what do you really mean? Xin lỗi, nhưng mà thật sự ra thì ý bạn là gì? Ừ, nó nghe rất là dễ hiểu đúng không nào? Hãy cùng cô đọc lại nha. Sorry, but what do you really mean? Tuyệt vời rồi, bây giờ hãy cùng cô đọc lại một chút nữa để cho nó trau chuốt hơn nha. Cô có sorry, but what do you really mean? Yes, các bạn có thể thấy được là qua cách đọc vừa rồi thì cô không chỉ là để yên nó như vậy mà cô cao giọng một chút xíu ở cuối câu, làm cho câu này thực sự là một câu hỏi luôn. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại nha. Sorry, but what do you mean? Yeah, sorry, but what do you really mean? Ừ, xin lỗi nha, nhưng mà thực sự là bạn muốn nói đến cái gì ở đây? Very good, đó là một trong những cách để chúng ta có thể hỏi thêm. Người ta sẽ khẳng định lại thông tin cho chúng ta. Và hơn nữa là mình sẽ không hề giấu giốt một chút xíu nào cả. Cô sẽ thực sự rất thích nếu như tinh thần của chúng ta trong lúc học hỏi đó chính là không bao giờ ngại là mình trở thành một người não phẳng hay là gì cả. Bởi vì có sao đâu nhỉ, mình đang học hỏi mà. Hơn nữa đây cũng không phải là ngôn ngữ bản xứ của chúng ta. Thế nên việc gặp một vài những nhầm lẫn hoặc là không hiểu ý của đối phương cũng là một điều rất bình thường thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy thử cùng cô tiếp theo thử xem sao nha. Hồi nãy các bạn còn nhớ cô đã hướng dẫn cho các bạn mẫu câu What are you saying? Nhưng để cho câu này trở nên lịch sự và thực tế hơn thì các bạn hoàn toàn có thể nói là actually, what are you saying? Nó thể hiện là bạn đang rất là chần chừ bởi vì thật sự là mình không có hiểu, đúng không nào? Vậy bây giờ thử nha. Actually, what are you saying? Yeah, one more time. Actually, what are you saying? Tuyệt vời! Chúng ta hãy cùng nhau thử lại thêm một lần nữa xem sao nhé. Actually, what are you saying? Ừ, tuyệt vời lắm! Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các bạn 4 mẫu câu cơ bản để chúng ta có thể hỏi lại người khác mà không sợ phải giấu dốt hay gì cả. Mẫu câu đầu tiên, what are you saying? Biến tấu một chút xíu trở thành... Đúng rồi! Actually, what are you saying? Mẫu câu thứ ba, what do you mean? Yeah, Justin Bieber, phải không nào? Và biến thể một chút từ mẫu câu đó sẽ trở thành sorry, but what do you really mean? Như vậy, hy vọng là với 4 mẫu câu này, các bạn học viên của cô sẽ không còn phải lo lắng gì nữa khi chúng ta trò chuyện trong một đoạn đối thoại mà không hiểu ý của người đối diện. Bởi vì việc hỏi lại chỉ là một việc rất là bình thường thôi. Vậy bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu xem có những cách nào để phản hồi lại khi chúng ta bị hỏi những mẫu câu như trên nhé. Bắt đầu thôi! Rằng chỉ bằng một vài câu hỏi cơ bản mà mọi nội dung đã trở nên sáng tỏ hơn hẳn đúng không nào? Vậy nên cô sẽ thực sự rất là thích lần sau trong những cuộc đối thoại của mình với những người bạn. Các bạn học viên của cô hãy áp dụng thử các mẫu câu này nhé. Còn bây giờ, với cương vị là một người đang bị đặt những câu hỏi như trên thì chúng ta có những cách nào để phản hồi nào? Rất đơn giản. Đầu tiên, các bạn có thể nói mẫu câu sau đây. What I'm trying to say is... What I'm trying to say is... Cái điều mà tôi đang cố gắng để nói chính là gì đó? Thử ha! What I'm trying to say is... Yes!
Tuyệt vời, lại lần nữa nào. What I'm trying to say is... không khó chút nào đúng không? Trong cái mẫu câu này thì cô cũng lưu ý với các bạn một chút. Có một vài bạn học viên đã nói với cô là thôi em thấy từ try này hơi bị lạ. Tại vì có đôi lúc try người ta dùng với two verb, nhưng cũng có lúc try lại dùng với verb in, tức là một động từ thêm in. Vậy thì ôi làm sao để phân biệt được hai cái này bây giờ? Rất đơn giản thôi, hãy nhớ cho cô là try khi đi kèm với một verb in, tức là một động từ thêm in, thì nó có nghĩa là chúng ta thử làm một điều gì đó. Ví dụ cô là một người nấu ăn rất dở, nhưng hôm nay người yêu của cô nói là em ơi anh rất là muốn ăn đồ ăn của em nấu, vậy nên là cô thử nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Vậy thì cô sẽ nói là I try cooking for my boyfriend, được không nào? I try cooking for my boyfriend. Cô đang sử dụng try đi với một động từ thêm in. Nhưng còn nếu như hôm nay cô cảm thấy là những lần trước cô nấu ăn dở lắm, bây giờ cô cố gắng để nấu ăn thật ngon cho bạn trai của mình ăn, vậy thì lúc đó với một cái tầng lớp ý nghĩa là cố gắng làm một điều gì đó, chúng ta sẽ sử dụng try đi với một động từ có to. Vậy mẫu câu đó sẽ nói là I try to cook for my boyfriend. Tôi cố gắng để nấu ăn cho bạn trai của mình, được chứ? Vậy thì cố gắng làm một điều gì đó sẽ là try đi với động từ thêm to. Còn thử làm một điều gì đó sẽ là try đi với một động từ thêm in. Như vậy, mẫu câu vừa rồi mà cô nói là What I'm trying to say is, mẫu câu này dịch ra sẽ là điều mà tôi đang cố gắng để nói lên chính là gì đó. Vậy các bạn thấy rất là dễ dàng đúng không nào? Hãy cùng cô đọc lại một lần nữa nha. What I'm trying to say is. Giỏi lắm, lại một lần nữa nào. What I'm trying to say is. Tuyệt vời, bây giờ thì cô đã hoàn toàn tin tưởng là các học viên của cô đã nắm vững cấu trúc câu này rồi. Vậy thì còn có những cấu trúc nào để có thể giúp cho các bạn phản hồi lại khi mà mình bị hỏi những mẫu câu vừa rồi không? Mẫu câu tiếp theo thì cũng tương tự như vậy thôi, chính là What I mean is. Điều mà tôi muốn nói chính là, hay là ý của tôi là. Như vậy, chúng ta thấy là mẫu câu này y chang như mẫu câu hỏi What do you mean, phải không nào? Có điều nó là câu trả lời thôi. Vậy hãy cùng đọc với cô nha. What I mean is. Nhớ đừng bỏ sót nha. Is. Đừng đọc chỉ là What I mean is. Không có hay đâu. Hãy thử lại cùng cô nhé. What I mean is. Giỏi lắm. What I mean is. Yes, tuyệt vời. Hãy cùng cô thử lại một lần cuối cùng để cô thực sự yên tâm nha. What I mean is. Yes, học viên của cô cũng tuyệt vời. Alright, vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau học thêm một mẫu câu nữa rồi. Đó là What I mean is. Nhớ cho cô là nó phải là is bạn nhé. Vậy thì còn mẫu câu nào nữa không? Cô có một mẫu câu tiếp theo mà cô nghĩ là đây là một trong những mẫu câu mà cô rất thích. Bất cứ khi nào mà chúng ta bị người khác hiểu lầm, vậy thì mình có cách nào để cho người ta không hiểu lầm mình nữa? Đương nhiên là giải thích thôi. Nhưng trước đó sẽ có một mẫu câu mà các bạn nên sử dụng, chính là Don't get me wrong. Đừng hiểu nhầm ý của tôi. Don't get me wrong. Em hoàn toàn có thể để mẫu câu này ở phía trước hai mẫu câu mà chúng ta vừa học, tức là Don't get me wrong. What I mean is. Hoặc là Don't get me wrong. What I'm trying to say is. Như vậy nghe sẽ rất là dễ thương, tức là đừng có hiểu lầm ý của tao là như thế này nè. Alright, chúng ta hãy cùng cô tập mẫu câu này nha. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Rồi, lại lần nữa ha. Don't get me wrong. Tuyệt vời lắm, đừng hiểu nhầm ý của tôi nha. One more time. Don't get me wrong. Yes, tuyệt vời rồi. Vậy thì ba mẫu câu mà cô vừa hướng dẫn cho các bạn có phải là tất cả chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Cô Vi còn mang đến rất nhiều mẫu câu khác nữa. Hãy cùng cô chờ xem nhé. Mẫu câu sau đây chính là Sorry, I don't
you. What I'm trying to say is, xin lỗi, tôi không hiểu ý của bạn. Nhưng mà ý của tôi là, đây là một trong những mẫu câu cũng rất là hay, tức là mình rất là thể hiện là mình hiểu chuyện, tức là xin lỗi nha, tao không hiểu ý của mày, nhưng mà ý của tao là như vậy nè. Thì mọi người ai mà nghe thấy mẫu câu này cũng đều cảm thấy rất là cảm thông với bạn, đúng không nào? Sorry, I don't get you, but what I'm trying to say is. Hãy cùng cô thử ở nửa đầu nha. Cô có sorry, I don't get you. Yay, thử lại một lần nữa đi. Sorry, I don't get you. Ừ, trong những video lần trước thì cô đã có nhắc đến cái miệng biến âm này. Không biết là các học viên của cô còn nhớ không? Nhưng bất cứ khi nào một từ vựng kết thúc bằng âm d hoặc là âm t thì lập tức chúng ta sẽ biến nó thành âm t khi nó được kết thúc với âm d. Chết rồi, nói nghe thật là rối quá đúng không? Ở đây ý cô là từ get you. Các bạn không nên đọc là get you, nghe nó sẽ không hay, bởi vì get kết thúc bằng âm t và you bắt đầu bằng âm d. Vậy chúng ta biến nó trở thành âm t và đọc nó là sorry, I don't get you. Get you. Được chứ? Thử lại với cô nha. Sorry, I don't get you. Giỏi lắm, lại lần nữa nào. Sorry, I don't get you. Tuyệt vời, thêm cho cô một lần nữa. Sorry, I don't get you. Ừ, đọc lại cho cô hai cái từ vựng get you nè. Get you. Yes, đúng rồi, perfect. Thêm một lần nữa nào, get you. Wonderful, well done. Vậy thì chúng ta có thể thấy được là mẫu câu vừa rồi, sorry I don't get you, rất là lịch sự đúng không nào? Thêm cho cô mẫu câu phía sau nữa nhé. But what I'm trying to say is. But what I'm trying to say is. Ừ, mẫu câu này rất là dễ, tại vì hồi nãy chúng ta đã cùng nhau luyện tập rồi đúng không nào? Vậy bây giờ ghép hai vế lại thôi. Cô có sorry, I don't get you, but what I'm trying to say is. Yes, đúng rồi, đó là cái mà cô đã vừa hướng dẫn cho các bạn. Để có thể làm thế nào đọc một cách thật là tốt, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại thêm lần nữa được không? Sorry, I don't get you, but what I'm trying to say is. Yay, nhớ cho cô là get you và is. Được chứ? Giờ cô muốn nghe một lần cuối cùng nhưng phải thật là trơn tru nha. Bắt đầu thôi. Sorry, I don't get you, but what I'm trying to say is. Chăng chăng chăng. Được rồi, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong rất nhiều những mẫu câu để giúp các bạn có thể phản hồi lại những câu hỏi khi người ta không hiểu ý của mình. Cô nhắc lại các mẫu câu đó nhé. Đầu tiên, cô có mẫu câu đó chính là what I'm trying to say is. Mẫu câu thứ hai, what I mean is. Mẫu câu thứ ba, don't get me wrong, what I'm trying to say is. Và mẫu câu cuối cùng như cô vừa nói, sorry, I don't get you, but what I'm trying to say is. Cô hy vọng là với tất cả những mẫu câu mà trong video lần này cô hướng dẫn cho các bạn, thì học viên của cô sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón phần số 2 của video để có thể học thêm những kiến thức mới nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào!